học tiếp tục về bốn khoa bảo đại. Trên cái cõi đời này, hiện tượng vạn pháp nó duyên khởi, nó hình thành rất là nhiều dáng vẻ, nhiều hình dạng. Nhưng mà theo giáo lý của đạo Phật thì tổng kết gom nó lại thì sự vật nó hình thành, nó duyên khởi, nó có ra không ngoài bốn khoa và bảy đại. Từ bốn khoa bảy đại mà bảy đại mà nó duyên khởi hình thành ra, tức là trước hết đó là ta nghiên cứu về bốn khoa, sau đó từ từ ta nghiên cứu về bảy đại, đều là hiện tượng biểu hiện từ cái như lai tàng bản thể. Đại chúng nhớ hình dung cái như lai tàng bản thể là nó như thế này, hình dung một cái vòng tròn như thế mà ta có thể gọi là cái pháp giới bất nhị, hay cũng gọi là pháp giới nhất trên. Pháp giới nhất trên là chỉ cho cái tổng thể bao hàm hết, chỉ có một pháp giới đó mà thôi, không còn cái gì ngoài cái pháp giới đó được nữa, gọi là pháp giới nhất trên. Cái chữ đó thì nó là cũng là cao sâu lắm rồi. Cái từ của nhà Phật là pháp giới nhất trên là chỉ cho cái pháp giới đó không còn cái pháp giới nào, không còn một cái gì ngoài nó được nữa. Nhưng mà khi mà nó có cái thứ nhất đó, thì người ta có thể là còn tưởng tượng được nhị tam tứ ngũ lục. Vì vậy cho nên có một cái danh từ mà được ngoài hơn nữa thì gọi là pháp giới bất nhị. Pháp giới bất nhị nghĩa là cái pháp giới này không có cái thứ hai. Thì cái chữ bất nhị đó nó gọn ghẽ, nó cũng gọn ghẽ, nó cũng đầy đủ mà làm cho người ta không có tổn cộng được cái sự còn có cái chỗ mà tổn cộng sai lầm. Ví dụ như dùng chữ nhất chân là ta hiểu một cái vòng tròn to lớn như vậy, nhưng mà nếu mà nói vòng tròn to lớn như vậy người ta còn hiểu rằng ngoài cái vòng tròn này nó còn có cái gì khác. Cho nên chữ nhất chân cũng là cao siêu rồi, nhưng mà cần phải giải nghĩa dài dòng hơn. Còn cái pháp giới bất nhị là không có cái thứ hai. Giải thích cái từ đó là bằng cái từ cho bằng thử cùng tam tế mà quần biến thập phương. Nói về thời gian là nó suốt cho bằng vô thử diễn trí vô chung. Nói về thời gian từ vô thử diễn vô chung, người ta có thể khái niệm tới đâu thì cái pháp giới đó, nói về thời gian mà nó tới đó. Nói về không gian nó gọi là quần biến thập phương. Nói về thời gian thì thủ cùng tam tế, mà nói về không gian thì quần biến thập phương. Nói về cái mặt không gian đó này thì về mặt bề ngang á thì nghĩa là suốt cả đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, và phương trên và phương dưới, không có chỗ nào là còn sót. Thế vì vậy là pháp giới bất nhị là thủ cùng tam tế và quần biến thập phương. Mà cái tên nó cũng ở đây mình gọi, Kinh Lăng Nghiêm gọi là như lai tàng ha, như lai tàng bản thể là chỉ cho cái đó đó.
như là đàn bản thể, như là tàn, cái tàn chỉ là giữ cho cái kho đó nó chứa đựng tất cả những cái chứng tử, những cái hạt giống của giả pháp. Rồi từ cái chứng tử đó nó nhân khởi ra, nó nhân khởi ra ra sức, ra thọ, ra tưởng, ra hành, ra thức. Đó là một pha đó nha, gọi là tứ pha, mà trong đó là ngữ vững đó là một pha đó. Rồi lục nhập là hai pha, thập nhị xứ là ba pha, thập bát giới là bốn pha. Bữa nay ta học cái tứ pha. Thế thì là đứng như là tàn bản thể này nè. Cái tàn là kho tàn, chữ Như Lai nghĩa là nó chứa đựng những cái hạt nhân, những cái chủng tử. Và từ cái hạt nhân, từ chủng tử đó nó mới duyên khởi ra dạng pháp thiên hình dạng tạng. Vì vậy cho nên gọi nó là bản thể. Còn cái mà nó duyên khởi ra là núi sông đất liền trời trong mây nước cỏ cây hoa lá thượng cầm hạ thứ mọi loài đó gọi là hiện tượng. Thế thì là những hiện tượng đó nó duyên khởi từ bản thể. Mà bản thể thì là có thể là mình không thấy, mình không phân tách nó ra được. Nhưng mà chính những cái không thấy, những cái không phân tách ra được, nhưng mà chính cái đó là nó mới duyên khởi ra những cái có mà mình thấy, mình biết được. Thành ra bản thể là nó duyên khởi ra hiện tượng. Thì hiện tượng là hiện tượng của bản thể. Mà bản thể và hiện tượng đó nghĩa là sanh rồi diệt, sanh ra hiện tượng rồi diệt trở về bản thể, rồi từ bản thể lại sanh trở ra hiện tượng, rồi từ hiện tượng diệt trở về bản thể, rồi sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, sanh sanh diệt diệt vô cùng vô tận. Vì vậy cái gọi là Như Lai. Chữ Như Lai có nghĩa là chữ nguyên, nghĩa là bất biến. Như Lai có nghĩa là từ duyên. Thành ra một cái kho tàng nó chứa tất cả những cái chủng tử, những cái hạt giống của hiện tượng lãnh pháp sanh diệt, diệt sanh vô cùng vô tận, tùy duyên bất biến, bất biến mà tùy duyên. Thành ra đây gọi là Như Lai tàng bản thể. Vì vậy cho nên giải pháp của đời này cái gọi là hiện tượng đó. Nhưng mà hiện tượng là hiện tượng nào cũng là hiện tượng của bản thể, hiện tượng phát sanh từ bản thể. Còn bản thể thì bản thể nào cũng phải là cái bản thể đó để mà duyên khởi sinh ra hiện tượng. Cái gì là cái Như Lai tàng bản thể đó. Như Lai tàng là cũng gọi là pháp giới nhất chân, cũng gọi là pháp giới bất nhị, nó trùm chứa hết tất cả. Cái này lại nghe nó thuộc về tích hợp đó nha. Trên bài này nó nhiều thứ tích hợp lắm. Mà Phật giáo của giáo lý đạo Phật của chúng ta, mà nếu mình nhìn vào con mắt triết học thì nó cũng là một triết học. Nếu mà ta nhìn bằng con cái nhãn quan của triết học thì Phật giáo cũng có thể gọi là triết học. Cho nên cái này nó hơi khó một chút. Nhân đây tôi cũng nói là cứ để ý rồi. Người có cái nhãn quan triết học, có cái bộ óc suy tư về triết học, mình nhìn giáo lý đạo Phật thì đạo Phật cũng có thể nói là đạo Phật là giáo lý đạo Phật là triết học, như cái mà tôi vừa nói đó. Nó là thuộc về một cái hệ tư tưởng triết học trong nhiều cái tư tưởng ở trên cõi đời này. Nhưng người mà có cái nhãn quan khoa học đó, thì nhìn giáo lý đạo Phật cũng khoa học, cũng có thể nói là đạo Phật là đạo khoa học nữa. Ví dụ như trường hợp đó mà trước đây xa xưa xưa thì ai mà biết được là vi trùng là cái gì. Nhưng mà Phật giáo thì là đã nói từ lâu rồi, Phật quan nhất bát thủy bát vạn tứ thiên trùng. Phật nhìn trong một bát nước thì có hàng hà sa số cả 8 vạn 4 ngàn con vi trùng. Bây giờ người ta phân tích ra là một phân khối nước mà rửa lên trên là có bao nhiêu con vi trùng đó, cho bằng
Rượu nhẹ mà lên cơm đó. Nhà báo gọi là lên cơm. Người ta gọi là rượu lên men mà rồi. Mà rồi nó chế là những cái thứ rượu giả đặc địa quá. Nhà báo gọi là rượu lên cơm. Một phần khối nó có bao nhiêu cũng như tầng. Trong một lít rượu là nó có bao nhiêu ngàn mấy triệu cũng như tầng. Thành ra nhìn bằng khoa học đó thì bằng cái nhãn quan của khoa học thì đạo Phật cũng là khoa học. Lý do chủ nghĩa xã hội chủ trương rằng là một chủ nghĩa khoa học đó làm theo năng lực mà hưởng theo lao động đó, là một hiện tượng khoa học bình đẳng đó, của chủ nghĩa Marx đó. Nhưng mà đạo Phật thì cũng nói là làm theo năng lực, cũng chủ trương làm theo năng lực hưởng theo lao động. Như thế thì là chủ nghĩa Marx Lê thì mới có trong mấy năm mà đã phát hiện ra cái khoa học bình đẳng với con người làm theo năng lực hưởng theo lao động. Thì đạo Phật mấy nghìn năm nay mà chủ trương làm theo năng lực hưởng theo lao động, thế thì chẳng phải là khoa học sao? Anh việc từ được kiếm hoạt là anh kiếm được quả tu đầu hoàng, còn cái hoạt mà anh việc được sáu phần trước tham sân si mạng nghi, sáu phần nặng cho tới phần thứ sáu thôi là anh được quả tư đạo hoàng. Quả thứ hai trong tứ quả anh vượt được ba phần sau nữa, tức là chín phần cái luật anh vượt chọn, anh được cái quả thứ ba. Còn trong tam giới mà anh vượt chọn cái kiếm hoặc cái luật đó thì là anh được cái quả là hơn. Thế là tư ngang cỡ nào thì chứng quả ngang cỡ đó. Tư tam nguyên ngũ giới thì hưởng cái phước báo của cõi người thôi, chứ đừng đòi cái gì khác. Tư thập thiện nghiệp thì hưởng phước báo cõi trời thôi, chứ đừng đòi cái gì khác, bởi vậy anh làm cỡ đó mà. Cái công lao tu tập cỡ nó để nổi nó có trời thôi. Còn nếu việc từ kiếm hoặc tư hoặc công lao tu tập việc từ bình đạo cỡ nó thì chứng được cái quả là hết thôi, chứ đừng có đòi cái gì khác nữa. Còn mà thực hành lực nội giảng hạnh việc từ sân tốt hay minh hoàn toàn thì lúc bây giờ mới có hy vọng thành tựu cái quả Phật, thành tựu quả vô thượng bồ đề. Vì vậy cho nên tôi thành thật mà tôi nhắc với Phật tử cũng gần cuối năm rồi đó, bao nhiêu năm tôi cũng nói vậy thôi. Chúng ta coi cái nhân của chúng ta thực hành về cái giáo lý ngang tới cỡ nào thì ta hưởng cái quả an lạc hạnh phúc ngang tới đó, chứ đừng có diễn dông mà cầu khẩn mà gian xưng với Đức Phật bằng cái kiểu này cái kiểu nọ hơn cái việc mà mình cải tạo, mình bồi dưỡng, mình sửa đổi tâm tính. Đừng có đòi hơn cái đó, chứ không được đâu, Phật không cho được. Thành ra là nhìn bằng cái nhãn quan của khoa học thì đạo Phật rất là khoa học, rất là thực tiễn, chứ không có cái chuyện mình nói rằng tôi theo đạo Phật là giỏi giống tâm hồn đến chưa thế giới, nói cái đó là nói bậy. Và cái người dạy đạo như vậy là dạy bậy, cái người tu như là tu hoài, cái lễ giống cái tâm hồn ở đâu được hết á. Và lại nữa là thành Phật cái này là Đức Phật thành ra trên cái thế gian này, thành ra La Hết là cũng là thành ra trên cái thế gian này, có sự an lạc của Niết Bàn hạnh phúc ở trên thế gian này, chứ đâu phải mà gửi gắm ở thế giới nào xa xăm. Cho nên cái này là cái mà rất là khó nghe, rất là khó hiểu. Nghe nó dễ vậy đó, nhưng mà nó khó hiểu đó. Nó khó hiểu là vì người ta thường thường nha, cái người tu là yêu gửi tâm hồn ở một cái thế giới khác, cho một cái đấng siêu năng siêu nhiên nào khác. Trong khi đó đạo Phật là không nói vậy, không bao giờ đạo Phật có một cái ý tưởng nào trong các kinh điển mà nói như vậy. Các vị giữ mình trong lưu ngũ giới là rõ ràng là các vị có cái sự an lạc ngang bằng cái cỡ đó ở trong cái gia đình của các vị, nó có hạnh phúc, nó có an vui với cộng đồng. Các vị tu tập Phật thiện nghiệp thì các vị nó có cái sự an vui, sự hạnh phúc ngang bằng với cái cỡ đó, là các vị hưởng phúc báo cõi trời rồi đó. Còn tham lam giận dữ xưa nay càng ngập cả ngày trong nhà thiền áo, càng ngập trong tâm hồn thì các vị sống ở trong cái đau khổ ở địa ngục rồi đó. Hiện tại nó vậy thì tương lai nó cũng vậy thôi. Thành ra vì cái vấn đề mà tôi nói cái Như Lai Tàm bản thể đó, các vị đã ý như vậy. Thế thì là trong cái Như Lai Tàm bản thể này nè, nó có cái bằng là thứ khoa mà cái khoa thứ nhất là ngũ quẩn này nha.
ngủ ấm, ngủ ấm ngủ như vậy thôi. Để hoa cái nước là ngủ ấm nè. Một là sắc, hai là thọ, ba là tưởng, bốn là hành, năm là thức. Cái từ ngũ ấm hay là ngũ quẩn này nó bao quát hết sức rộng rãi và sâu xa, cho nên nếu mà học kỹ là học này là cho kỹ thì nó có lợi lắm. Trước khoa như hồi nãy tôi nói đó, ngũ quẩn hay cũng gọi là ngũ ấm đây đó, lục nhập thì thập nhị xứ thì thập bát giới gọi là tứ khoa. Nhưng mà tứ khoa là chia sẻ nó ra, phân tích nó ra, nó diễn biến ra như vậy. Cái sự thật đó là tứ khoa đó là nó nằm ở trong cái ngũ quẩn này có đủ rồi, hết rồi. Rồi thất đại cũng vậy, thất đại là địa đại, thủy đại, quả đại, thông đại, không đại, kiến đại và thất đại. Thế thì là tứ khoa và thất đại là do mình chia nhỏ nó ra. Chứ kỳ thật là ở trong ngũ ấm này nè, trong ngũ quẩn này nè, có đủ rồi hết ở trong đó. Vì vậy cho nên là thất đại tứ khoa nó phát xuất từ ngũ quẩn, mà tất cả hiện tượng mà nó duyên khởi, nó hình thành ở trong cõi đời này không có ngoài thất đại và tứ tứ khoa. Không ngoài thất đại tứ khoa, thất đại và tứ khoa chẳng qua là chia nhỏ ra cái sự diễn biến hình thành của ngũ ấm, của ngũ quẩn mà thôi. Vì vậy cho nên ngũ quẩn nó bao gồm hết cả tứ khoa và cả thất đại. Trong khi đó thì cái câu nói mà tôi đã nói với các Phật tử, câu nói từ quán xứ mà bữa nay về quý Hòa Thượng ngoài từ quán xứ vô đây, ngoài Hà Nội vô đây họp văn phòng trung ương giáo hội đông đảo, tôi là lẽ ra cũng họp ở đó, nhưng mà xin phép không lẽ Phật tử tới mà tôi lại bỏ thì không nở, cho nên là phải xin phép mình vẫn sinh hoạt như thường. Chứ đáng lẽ bữa nay tôi họp ở bên cái văn phòng trung ương giáo hội ngang đây đó. Cái câu đó mà tôi nói các vị là chiếu thất đại tứ khoa khai hợp văn tư tu để nhất nghĩa thêm. Câu đó hay, cái ông tổ sư nào mà viết ra câu đó mà nói là ông tổ sư đó rất là quan tâm về đạo Phật. Cái người học đạo phải soi rọi tận tường về thất đại về tứ khoa. Các vị nhớ tứ khoa tức là ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ và thập bát giới. Phải soi rọi cho tận tường, hiểu cho kỹ càng chính chắn về thất đại và tứ khoa. Đó là một việc khó nha. Cái đó nữa là phải biết lúc nào là khai. Giáo lý của Đức Phật lúc nào là khai mà lúc nào là học. Cái chỗ đó tuyệt vời, chỗ đó phải học hành công phu dữ lắm, còn không nó không có được đâu. Phải biết lúc nào là khai, lúc nào là học, lúc nào nó rộng, lúc nào nó gọn. Cho nên nội cái pháp cứ bé thôi mà Đức Phật vận dụng lúc này nói cứ bé. Khổ tập về đạo có tứ đế, khai ra lúc rồi nói không có tứ đế, bỏ dẹp cái tứ đế, nói tam đế thôi, chân đế, tục đế và trung đạo đế là họ cho làm gom lại đó. Rồi lúc ra gặp cái đối tượng chân cơ khác ra nói không có tam đế gì hết, nhị đế thôi, là chân đế và tục đế.
Rồi cái lúc mà gặp cái căn cơ bén nhạy tối thượng thừa thì nó không có nghĩ đến những cái đó. Như là nói vậy chứ không phải, chỉ có để nhất nghĩa đấy, nghĩa là có nhất đấy. Thế thì từ nhất đấy là hợp đó, thì nhị đấy là khai đấy, rồi tam đấy là khai nữa đó, rồi tứ đấy là khai nữa. Thành ra lúc thì khai, lúc thì hợp. Cho nên là giáo lý của đạo Phật mà không đi sâu, mà không nghiên cứu cho kỹ là đọc đọc sách qua qua vậy đó ha, non có trúng rồi, non có trúng. Một kinh từ Tiên Đà Bà mà lúc nào nhà vua đòi Tiên Đà Bà phải đem chết, lúc nào nhà vua đòi Tiên Đà Bà cũng như từ đó mà phải đem ngựa, lúc nào đòi Tiên Đà Bà phải đem muốn, lúc cũng đòi một viên tờ đòi Tiên Đà Bà thôi, mà lúc nào phải đem thức ăn. Thành ra cái giáo lý của tu đạo nó có cái khó của đó. Cho nên là có người nói rằng là có những Phật tử cũng thiện, có thiện chí đó, nói rằng đạo Phật dựa vào cái di tính của ông bác sĩ này, của nhà khoa học kia, của ông tiến sĩ nọ mà viết về đạo Phật, người ta ca ngợi như vậy, ca ngợi những ông tiến sĩ, những ông bác sĩ, những ông nhà khoa học. Đem chuyện nó nói với tôi, nói tôi nói các vị nói cái đó là do các vị tin tưởng như vậy, chứ còn không phải vậy. Giáo lý của đạo Phật không có dựa vào ông tiến sĩ, không dựa vào ông thạc sĩ, không dựa vào một nhà bác học, không dựa vào một nhà khoa học. Bởi vì có thể những người đó nó không hề chúng ta. Tôi đưa ra một cái ví dụ rất là đơn giản thôi. Những cái thức uống của các ông quan, của các ông tổng thống, của các nhà bác học họ giàu có đấy nè. Những cái thức uống giải khát của họ là vô số thức uống, đất tiền của trên thế giới này là ngon lành lắm, họ có uống hết. Nhưng mà bây giờ đây là nếu mà họ không có uống được cái trà Thái Nguyên, cái trà mốc tây của Thái Nguyên á, thì họ không thể nói được cái hương vị của cái trà mốc tây Thái Nguyên đâu, dầu trà mốc tây Thái Nguyên nó rẻ lắm. Trong khi những cái người ta, người nông dân, những người bình thường, người ta vẫn dùng sừng lõm và bằng áo thun, thậm chí là áo tầng, ta làm một cái bình nước, ta nấu ở dưới bằng lá cây khô, mà người ta châm vô trong cái bình trà mốc tây của Thái Nguyên, người ta uống trà hai ba người ở tầng từng chục uống đó, thì cái người đó mới có thể nói được cái hương vị của cái trà mốc tây. Chứ đừng có tưởng là các ông quan lớn, các nhà bác học, các ông tổng thống mà nói được cái hương vị của trà mốc tây. Mặc dù là các ông có thức uống của các ông nó có giá trị gấp nhờ 1000 lần trà mốc tây, nhưng mà các ông không nói được trà mốc tây đâu, cái hương vị của trà mốc tây. Bởi vì các ông không có uống, các ông chê nó là rẻ tiền, các ông không có uống mà không uống là các ông không bàn được. Chứ đừng nói, đừng có nói tiến sĩ, bác sĩ, thạc sĩ của các ông mà nói được cái hương vị của trà mốc tây thì các ông không có uống cái đó. Thế thì là cái giáo lý của đạo Phật cũng vậy, không phải là các nhà bác học mà nói đúng. Nếu họ có nói đúng rằng là họ có thể nghiên cứu một khía cạnh nào, họ thấy rằng giữa khoa học và Phật học có cái sự cân bằng, điều đó có thể được. Những nhà triết học họ nghiên cứu được, họ nói giữa cái việc triết học của Phật giáo và triết học của họ có sự cân bằng thì phần nào đó thôi, chứ không nhất thiết là họ nói là đúng. Vì vậy cho nên là đối với tôi là thẳng thừng mà tôi nói là tôi không có nghĩ tình cho ông bác sĩ nào, ông tiến sĩ nào, ông bác học nào mà nói chuyện Phật học mà tự cho là cái bằng cấp cao và cái địa vị lớn mà đem lại nói chuyện nhà Phật học mà. Không được. Anh không có từng ở tầng, anh không có từng mà nấu cái nước bằng trà lâu mà anh uống cái trà mất tôi. Anh uống trà là một cái thứ mà một ly là 100 ngàn, 500 ngàn, anh làm sao nói được cái hương vị của trà mất tôi. Chúng tôi là người uống trà mốc tây nấu bằng trà rau đã không có quần áo tốt, bằng quần xà lót, nhưng mà chúng tôi nấu nước bằng cái xương của dân tộc tôi hả, mà uống trà mốc tây thôi.
thì chúng tôi nó có thể nói được cái hương vị mới. Vì vậy mà không cách nào làm cho tôi khủng khiếp trước những cái nguyên nhân lừng lẫy, những cái thế lực lớn lao bất cứ như một nhà hiệu gì. Thế đây là cái người đạo Phật học cũng như vậy. Giáo lý của đạo Phật là những cái thứ trà đó, nó đơn sơ, nó mọc mạc lắm, trà mất câu với nguyên ấy của Việt Nam rất hiểu đó, không có nhãn hộp gì đâu hết á, đựng trong bao nhiêu năm bán từ ký vậy á. Nhưng mà nó uống mà đúng mất cái rồi là nó có một cái hương vị thơm tho mà nó đang đánh thức uống nó mới biết mà một viên một ngàn không bao giờ nói được cái hương vị đó. Đạo Phật cũng vậy, nó đơn sơ, nó mộc mạc lắm, thậm chí những người mà nói được đạo Phật là những người không có bộ áo đẹp nữa cơ. Chứ còn những người mà quần áo đẹp đẽ xe sang, ăn toàn thức ngon ở những chỗ đẹp vương như bằng, đừng có nói chút đạo Phật. Bởi vì những bộ cái tâm thiệt đẹp, cà lạc thiệt đẹp mà không có uống cà mất câu là không nói được hơn nữa của cà mất câu. Thế thì là trong cái Như Lai Tạng bản thể này, cái pháp giới xuất sanh này là nó chứa đựng cái chủng tử của vạn pháp qua sức thọ tưởng hành thức. Cái này nó duyên khởi, nó hình thành ra vạn pháp đó nha. Sắc đề tức là cái phần vật chất đó nè. Chữ sắc này là thường chỉ cho phần toàn bộ những cái phần vật chất mà nó duyên khởi, nó hình thành đó là nằm ở trong cái chữ sắc. Còn thọ tưởng này nè, thọ tưởng này là cái phần nhẹ nè, ta gọi là cái phần tâm, tâm sở nè. Còn phần sắc này là phần vật chất này, là tức là cái phần sắc, tức là sắc thân. Nếu nói về con người thì là sắc thân, mà nó nói về vũ trụ vạn hữu là tất cả cái núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá. Còn nếu nói về con người thì sắc tức là sắc thân. Còn thọ và tưởng này nói về con người thì là phải về cái tâm sở, tâm sở, tâm sở tức là tâm vương chi sở hữu pháp, nó là cái pháp sở hữu của tâm vương. Thì ở trong con người của chúng ta đây nè, vâng, những cái ý niệm vâng, ý niệm mừng, ý niệm buồn, ý niệm giận, ý niệm thương, ý niệm ghét, ý niệm hơn thua phải mấy, những cái đó gọi là tâm sở đó. Hoặc là nó khởi ý niệm tham lam, giận dữ, si mê, rồi vô tàm, vô quý, dự tử, hướng trầm, bất tính, giải đại, phóng vật, thất niệm, tán loạn, bất tính tư, vân vân. Thế rồi những cái ý niệm đó đó, ta gọi nó là tâm sở, thành ra thọ tưởng này nó đại diện cho cái phần tâm sở. Mà nếu các vị học gì thức học là các vị để ý là cái tâm sở này nó có 51 món, chia nó làm 5 loại, 5 món hướng hành, 5 món biệt cảnh, 11 món thiện, 6 món căn bản thiền não, 20 món tư mạc thiền não, và 4 món bất định. Nó thành 51 cái món tâm sở về duy thức học. Thế thì thuộc về cái tâm sở mà tôi chia ra đó là như vậy, là thọ tưởng ở trong cái ngũ ấm này nè. Cái phần thọ tưởng nó tức là phần tâm sở. Khởi một niệm tham, niệm sân, niệm si là tâm sở nha. Rồi khởi một cái niệm phẫn hận, phẫn hận là mình phẫn hận đấy, phẫn là phẫn nộ, là hận là hờn nát đó. Rồi phú chẳng hạn như là cái chữ phú là che giấu những cái tội lỗi của mình, cái sai trái của mình đây cũng là thuộc về tâm sở.
và cái xấu đó. Não tức là có ý mường lầu áo não đó, cũng là tâm sở đó. Thì lại để là tâm sở là nó có cái thứ tâm sở ác, là như là 6 cái món căn bản tiền não và 20 món chi mạc tiền não gọi là tâm sở ác. Còn tâm sở thiện nó có 10 cái món. Tính là đức tin á, tinh tấn, tàm quý, vô tham vô sân vô sư, sinh an bất thất vật thành trải và bất hại. Nó có những tâm sở thiện. Trong con người của chúng ta nó có cái loại tâm sở mà trong đó có tâm sở thiện và tâm sở ác, và có những loại tâm sở không thiện không ác, không nhất định thiện không nhất định ác, ta gọi là tâm sở vô ký tánh. Thích cái này, thích là tâm hương nè, thích ấm á, thích ấm, thở ấm, cõi ấm, hành ấm, thích ấm. Thích ấm là thuộc về tâm hương. Tâm hương thì trong cái người ta nó có tám cái tâm hương. Ví dụ như là cái thấy là phân biệt là hữu nhất của mắt, gọi là nhãn thức, cái đó cũng là thuộc về tâm của chúng ta, nhưng mà tâm hương. Vì sao gọi nó là hương? Là bởi vì á, đây là con mắt của ta, đây là nhìn cái bình bông này, là cái đối tượng, có đối tượng thấy. Thế thì là con mắt của ta, cái nhãn thức của chúng ta, nó nhìn qua đây để nó phân biệt cái bình bông này là tốt hay là xấu, và muốn lấy hay là muốn bỏ. Nếu cái thấy mà cho rằng mình mong tốt thì nó muốn lấy, muốn giữ lại. Và nếu cái thấy của con mắt mà nó cho rằng mình mong này là mình mong không có giá trị gì thì nó muốn bỏ. Thế thì cái tâm thấy đó, chính cái tâm thấy đó là cái phần chủ động để mà nhận thức, nhận xét về cái giá trị của mình mong, hoặc lấy hoặc bỏ. Vì vậy cho nên nhãn thức gọi là nhãn thức tâm vương. Vương là ví dụ cho ông vua, mà cái nghĩa bóng của nó là tự chủ, là quyết định mọi việc. Cái người nhãn thức gọi là nhãn thức tâm vương. Nghĩa thức là cái tâm nghe nè, cái nghe của lỗ tai này, mà mình nghe cái gì mình vừa lòng là mình muốn nghe, mà nghe cái không vừa lòng là mình không muốn nghe. Thế thì là muốn nghe hay không muốn nghe là do cái nghĩa thức, cái sự phân biệt của cái lỗ tai, cho nên gọi là nghĩa thức tâm vương. Cái thứ ba là cái tẩy thức. Cái mũi của chúng ta nó có cái công dụng là ngửi hương vị, ngửi hương. Mà cái hương nó thích thì nó muốn ngửi, mà hương không thích thì nó muốn xua đuổi đi. Vì vậy cho nên cái sự phân biệt của cái ngửi đó, phân biệt của cái ngửi của cái mũi đó, ta gọi là tẩy thức tâm vương. Cái lưỡi của chúng ta mà nó nếm hương vị mặn lạc chua cay, thích thì nếm mà không thích thì muốn chua bỏ đi. Vì vậy cho nên cái lưỡi của ta gọi là thiệt thức tâm vương. Cái thân của chúng ta thường tiếp xúc với nóng lạnh, mềm cứng, trơn láng rít nhám, thích thì chấp nhận, không thích thì bỏ đi. Vì vậy cho nên cái sự phân biệt mà cứng mềm trơn láng rít nhám của cái thân á, của sự đụng chạm á, là thân thức tâm vương. Ý thức tâm vương tức là nó phát xuất từ cái bộ óc của chúng ta, khi nghe khi thấy khi gửi mà bằng lòng hay không bằng lòng. Bằng lòng thì muốn nghe muốn thấy muốn gửi muốn nếm, không bằng lòng thì không muốn nghe không muốn thấy không muốn gửi không muốn nếm. Thế được gọi là ý thức tâm vương. Đó là sáu cái mà thông thường gọi là sáu cái giác quan mà Phật học như Đức học tôi gọi là lục thức tâm vương. Ngoài ra đó là sáu thức đó là cái giáo lý của Đại Thừa và Tiểu Thừa đồng chấp nhận. Ngoài ra giáo lý Đại Thừa còn hai cái thức nữa là thức mạt na.
Mặt na thức tức là cái tính chấp ngã của con người. Ở trong con người của chúng ta, ngoài cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết vừa nói, nó còn có một cái tính chấp ngã rất là như thế, rất là kỳ quặc, mà người ta thế gian người ta gọi là cái tính chấp ngã, nó là cái tính phản xạ tự nhiên. À, ví dụ như giờ mình ngồi đó ha, mà ai mà đưa cái tay trước mắt mình là tự nhiên mình chớp mắt là có ý thức là bảo vệ rồi đó, chấp ngã đó, để tự giữ mình nó mà. À, nếu mà đi đường mà chân cọp cái là chân vừa cọp cái là tay chân là bơ lên. Thành ra hồi xưa hơn mà khi mà cọp rồi sợ ta thấy ta cười á, rồi tự nói ra hai câu thơ là đưa tay với thử trời cao thấp, Phật chẳng đo xem đất ngắn dài. Cái sự thật là Phật chẳng ra té rồi thì là ta phải bơi thôi, bơi để mà bảo vệ, để mình gương mà đứng dậy. Thì nó là phát xuất từ ngay cái mạng nào thích ấy, nó chấp ngã đó, nó thành ra một cái phản xạ tự nhiên. Cái đó gọi là thích, để thích thích đó. Cái cuối cùng là cái thích cuối cùng của Đại Thừa Phật Giáo Chư Tiên là tàn thức. Tàn thức tức là như là tàn, tức là ai là da đó. Như là tàn cũng là tàn, mà ai là da cũng tức là tàn thức đó. Thế thì là cái tàn thức đó ở trong con người cùng với cái vũ trụ này là một thứ, nó một thứ nhau. Nhưng mà nó ở trong con người cái tàn thức mà khi nó tác động vào con người thì nó giống như là hư không mà chui vào trong cái mê cốc này. Còn cái mà tàn thức mà cái như là tàn ai là da như là tàn đó, mà của vũ trụ thì nó giống như là cái hư không của không gian, của thời gian, nghĩa là nó mênh mông vô tận. Mà khi mà cái như la tàn đó mà nó tác động vào trong từng cá nhân thì nó giống như hư không, mà nó vô từng cái ly, từng cái cốc, từng cái lu, từng cái lọ, từng cái chung, cái ché vậy. Đấy, vì vậy cho nên là con người cùng với vũ trụ không có khác gì. Y học Đông phương ta gọi là nhân thân là tiểu vũ trụ. Cái thân người này là một bầu vũ trụ rút thâu gọn, thâu hẹp. Vì vậy mà ở bên ngoài mà bão tố phong ba bên ngoài thì là thời tiết mà nó biến chuyển, mà trong con người nó biến chuyển không kịp thì nó bệnh, mà phải biến chuyển cái cơ thể nào nó biến chuyển kịp theo cái thời tiết bên ngoài thì cái người đó ít bệnh. Chỉ cho mọi thứ vật chất trên thế gian, nhưng mà nói về trong con người thì là sắc ấm, nó tức là chỉ cho cái phần thân, tự thân của mình. Còn thọ tưởng này mình tư duy thì cái thọ tưởng này là nó có cái hạt nhân của nó ở trong vũ trụ sẵn có. Nó ở trong cái bản thể như là tàn tử có cái chất thọ và cái chất tưởng. Chẳng qua là cái đó mình không thấy. Cho nên khi nào mà nó có một con người, có một sinh vật mà sinh ra thì cái thọ tưởng nó tác động vào, nó thành ra cái tâm sở của con người. Cũng như cái thức vẫn là tâm hương này nè, nó sẵn sàng có ở trong cái vũ trụ mênh mông vô tận. Nhưng mà khi chưa có một con người thì cái thức quẩn đó nó ở trong cái mênh mông vô tận kia. Khi mà có một con người sinh ra thì cái thức quẩn đó nó tác động vào. Lấy một cái hộp quẹt không sao. Cũng như hồi nãy tôi nói,
nó chưa có cái ly, chưa có cái lu, chưa có cái chum, cái ché, cái cốc, thì cái hư không vô tận nó ở trong cái bầu hư không vô tận bình đẳng, không có sai sót. Nhưng mà khi người ta đã tạo ra cái lu, cái hủ, cái chum, cái ché, cái lu, cái cốc, thì hư không sẽ tác động len vào trong cái lu, cái hủ, cái chum, cái ché, cái chum, cái cốc đó. Nó cũng như vậy, cái thức dưỡng này vốn nó sẵn có cái chủng tử của nó, mà bây giờ người ta gọi là cái hạt nhân, những cái dữ kiện. Nhưng mà cái hạt nhân thì nó đã lớn rồi, dùng cái từ hạt nhân người ta đã có hình thành rồi, còn đây là thuộc về cái dùng cái chủng tử, coi như nó có ở trong hư không mà người ta không chưa hề thấy, chưa hề biết, nhưng mà nó vẫn có rồi, nhưng vẫn có sẵn rồi. Thành ra là cái thức này cũng như là cái thức này, tức là như hồi nãy tôi nói là tám thức tâm duyên đó nha, vốn tự có sẵn ở trong cái hư không vô tận, trong cái Như Lai Tàng, trong cái A Lại Gia. Xin nhớ là Như Lai Tàng A Lại Gia là một thứ đó, Như Lai Tàng bản thể A Lại Gia thức là một thứ đó. Thì cái sắc, nhãn thức, biểu thức, tử thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức sẵn có ở trong cái đệ bát thức Như Lai Tàng A Lại Gia. Khi nào có một con người sanh ra, có một sinh vật sanh ra là cái đó nó tác động vào. Đây, giống như không vô tận, khi nào mà nắng ra được một cái ly giống như thế này thì có hư không tác động vào. Mà nắng ra một cái nhạo, một cái bình, một cái hình dáng kiểu nào thì là hư không nó tác động vào y như kiểu nấy. Đấy. Thế thì là thức dưỡng nó tự có trong cái Như Lai Tàng bản thể này. Rồi thọ tưởng này nè, nó cũng tự có trong cái Như Lai Tàng bản thể, sẵn có hết. Thức dưỡng là tâm nguyên, mà thọ tưởng là tâm sở của con người. Còn sắc dưỡng là nó là sắc thân của con người, thành vật chất của con người. Còn hành dưỡng là cái hành này là chỉ cho cái sự biến chuyển. Vô tầm, như là núi sông, đất liền, trời xanh mây nước, cỏ cây hoa lá đều là có một sự biến chuyển bình đẳng hết. Không có một cái thứ nào sinh ra trên cõi đời này có hình tướng mà không có cái sự biến chuyển, cái sự là vô thường, vận động để rồi sanh diệt, diệt sanh, không có cái nào đứng yên được. Thế thì là cái ngũ uẩn này là vậy đó, nó là những cái chủng tử mà để nó sanh ra tứ pha, rồi nó sanh ra thất đại luôn. Bởi vì tôi nói là thí dụ như bây giờ đây nha, đó là ngũ uẩn giờ đây nè. Rồi bây giờ đây nè, có con người này, từ ngũ uẩn này nó mới sinh ra cái phần sắc này là phần vật chất nè, thọ tưởng thức này là phần tinh thần. Thế thì nó duyên khởi là con người, là con người là cái phần thân này, là thân của con người, tức là phần chỉ sắc ở trong cái ngũ uẩn đó, ngũ ấm đó, để sinh ra những cái thân thể này. Rồi cái thức đó, cái thức của ngũ ấm này nè, trong năm ấm này nè, thì nó là nhãn thức, dữ thức, là tỷ thức, thiệt thức, thân thức, và ý thức, mặt na thức, ở lại gia thức. Thế cái vấn đề là chỉ có tám thức ở trong một con người. Thì người tâm duyên nè. Còn con người này á, họ thường có cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết để sanh ra cái tham sân si mạng nghi, nó sanh ra cái mừng giận thương sợ yêu ghét nếm, cái đó gọi là tâm sở. Thế thì là thọ tưởng ở trong cái quyển này là cái phần mà nhận thức phân biệt hoạt động sống trong hàng ngày, là tâm sở pháp của
của ta đó. Ta mừng giận thương ghét, phải quấy hơn thua tốt xấu, là tâm sở pháp của ta nó bộc lộ ra những cái đó đó. Như thế thì là lục nhập rồi. Từ ngũ quẩn duyên khởi nó hình thành được con người. Từ con người nó có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thế thì nó sinh ra lục. Lục nhập. Đó. Lục nhập là nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập và ý. Ý nhập cho. Cái này phải học kỹ đó nha. Ở Phật học cái này kỹ rồi là các vị học mới hiểu được đạo Phật. Bởi vì con mắt của chúng ta hàng ngày là nó nhập. Nó nhập ghê lắm. Nó nhập đủ thứ hết á. Nó nhập có cái thấy vấn đề, nó giận. Rồi nó nhập có cái thấy vậy thôi về đau khổ. À. Rồi tương tư nữa. À. Rồi suy nghĩ đủ thứ hết á. Thành ra là nhãn được gọi là nhãn nhập. Cái nghĩ cũng vậy, nghĩ nó cũng nhập. Ví dụ như là thương chương như mị nương á. Mị nương là bị ngưỡng nhập á. Ngưỡng nhập tới cái lỗ tai mà nghe con thương chương là hát á. Hát là gì là tương tư. Tương tư mà chắc được mà gặp được cái anh thương chương là mặt mày xấu quá, cái thất vọng. Thế thì cái ngưỡng nhập nó thành ra như là ưu tư sầu muộn đau khổ ghê gớm. Rồi sau đó nó cũng thất vọng cách ghê gớm ê trời. Thế là do ngưỡng nhập đó. Còn tỷ nhập thì nhiều khi là do những cái mùi hương, nó quyến rũ, nó cám dỗ. Hay là mình hít vô những cái mùi hương mà bị nó xong xuống mê đó, cũng dữ nhập, tỷ nhập, xong xuống mê, dọn đồ, trọi tới. Thế này cái tỷ là lúc đó là tỷ nhập, vì nó nhập cái mùi mà cái mùi ác nghiệp, và nó ngủ không dậy nổi, dọn đồ đó. Rồi thuộc nhập cũng vậy. Thịt nhập mà bỏ vô trong cái cốc cà phê gì đó. Hôm qua hôm kia vừa tờ báo năm nào có mấy anh chàng bị thịt nhập. Mời. À, có cái băng. Cái băng mà dùng cái thuốc mắc. Tôi báo là đi dụ thị coi mồi mấy anh thanh niên á. Cho mấy anh thanh niên nó uống những cái thứ mà thuốc mê nó ai. Rồi mấy anh chàng mà chủ trương nó họ móc túi hết theo cái trời. Đường dài sắp rồi túi rồi kia đi buôn bán họ lấy hết. Thế thì là cái đó là do nó uống ha. Là thuộc về thiện nhập đấy. Rồi thân nhập. Thân nhập là nhiều khi rồi đi dọc đường đó rồi mỗi lần có đăng cái báo là có cái ông đó đi với cô đó đi xe lửa đi đường dài đó. Đi thời gian lâu rồi cái cô kia có về có ở nhà ổng luôn, có tình nguyện hầu ổng. Hầu ổng thời gian rồi cái được dọn sạch trơn, nhà cửa không còn gì hết á. Cái dọn ông già nó sạch trơn à. Hồi đầu là đồng chí với nhau, cùng thương đi buôn bán đường dài, đường xe lửa Huế, Hà Nội. Thế lâu lâu cái này có tình nguyện về nâng khăn sửa đắp. Đó. Nâng khăn sửa đắp đâu được, năm giờ năm gì đó biết tiền bạc, rồi vàng bạc, rồi của cải như thế, cổ mở tủ, cổ dọn sạch trơn. Thế thì cái ông đó là do thân nhập. Do nó nhập với nhau nè à. Rồi ý nó cũng nhập. Là cái ông đó mà do thân nhập là do cái ý nó nhập trước à. Do nói chuyện ta thấy tâm đầu ý hợp à. Rồi mới là thể hải minh sơn à. Thì từ ý nhập nó ra thân nhập. Từ thân nhập mới ra tới cái chỗ mà dọn sạch nhà sạch cửa. Thế thì là mắt tai mũi lưỡi thân ý nó gọi là lục. Nhập là gì? Nó nhập với cảnh duyên ở bên ngoài. Chứ nhập đây có nghĩa là nó thôi thích. À, nó tác động qua lại rồi nó thâu hút vào, gọi là nhập, lục nhập. Nên nó ngũ quẩn là nó là sự biểu hiện của Như Lai tàn bản thể đó. À, mà từ ngũ quẩn này nó duyên khởi hình thành ra con người, thì nó con người nó có đủ lực căn và nó sinh ra lục nhập đó. Cái bài này học kỹ rồi thì là học Phật dễ đó. Không thuộc cái này là học hoài khó hoài thôi à. Cái này là tôi nhắc lại là ngũ quẩn là sắc thọ tưởng hành thức. Quẩn thì nói nó quen miệng hơn, quẩn ha
ấm cũng vậy thôi. Sắc thọ tưởng hành thức này nó là cái biểu hiện từ trong cái Như Lai tàn bản bản thể. Từ từ cái ngũ uẩn này là sắc thọ tưởng hành thức này nó duyên khởi hình thành ra cái loại hữu tình chúng sanh là con người. Nhưng mà tôi còn nói chưa hết đó nha, trong cái sắc thọ tưởng hành thức này nó duyên khởi hình thành ra là không phải là chỉ con người thôi, mà con người là hình thành ra một cái loại hữu tình chúng sanh. Nó còn duyên khởi hình thành ra núi sông đất liền trời trong mây nước cỏ cây hoa lá, các cái loại vô tình đều là phát xuất từ nơi sắc thọ tưởng hành thức, nó có chứa sẵn ở trong đó. Chẳng qua là khi mà nó hình thành cái loại hữu tình chúng sanh thì nó cần cái thất đại, mà khi mà nó duyên khởi nó hình thành ra cái loại vô tình á thì nó chỉ cần ngũ đại thôi, cần năm cái món thôi. Thế thì là từ cái ngũ uẩn trong cái bản thể Như Lai tàn này nó duyên khởi thành ra một cái loại hữu tình. Sau cái hữu tình này nó có lục căn, mà lục căn thì nó gọi là lục nhập như vừa nói. Thế thì là đã gọi lục nhập thì nhập với cái gì? Nó nhập với sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp. Pháp trần như tôi vừa thí dụ hồi nãy đó, trong cái lục tập tôi nói hồi nãy đó là do gì nó lục nhập đó, nó nhập với lục trần. Do lục trần nó nhập với lục trần. Nó sinh ra cái sự đam mê, sự thương ghét, sự phân biệt, sự cứng mềm, cơn lắm. Có điều là lục căn này nó xúc đối, nó nhập với sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, ta gọi đó là tổng cái lục nhập với lục trần, ta gọi là thập nhị xứ đó. Thập nhị xứ là 12 cái chỗ mà nó có cái thập riêng lẻ của từng món một. Nhãn căn, mũi căn, tử căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, nó có 6 chỗ của nó, không có cái nào lẫn lộn được với cái nào. Nó tiếp xúc, nó cọ sát với sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, 6 món riêng biệt, đối tượng của 6 căn riêng biệt, không có lẫn lộn được. Vì vậy mà nó có 12 cái chỗ riêng biệt, gọi là thập nhị xứ. Đấy. Thế thì là từ cái lục căn với lục trần ta gọi cộng lại là thập nhị xứ. Rồi á, từ cái lục căn lục trần, ví dụ như là nhãn căn xúc đối với sắc trần là cái trần bông đây. Rồi. Thế thì là nhãn căn sắc trần, và con mắt và trần bông. Đây là căn, đây là trần, nó sinh ra một cái sự phân biệt có sâu, ta gọi đó là lục, ta gọi đó là thức. Cái thấy trần bông mà sanh ra phân biệt tốt hay là xấu, nhận thức rằng tốt hay là xấu. Thế thì cái nhận thức tốt hay xấu đó là nhãn thức. Lục nhãn nhĩ căn mà nghe âm thanh mà nghe hay hay là dở để phân biệt hay hay dở, cảm tình hay không cảm tình. Thế thì cái phân biệt đó ta gọi là nhĩ thức. Mũi phân biệt cái hương thơm hay là hôi, ta gọi là tỷ thức. Lưỡi phân biệt cái đó là mặn lạt chua cay, thích hay không thích, đó là thiệt thức. Thân phân biệt những cái mềm cứng, trơn láng, rứt nhám, nặng nhẹ, ta gọi đó là thân thức. Ý phân biệt cái đó là phải trái, đáng thương hay là đáng ghét, nên lấy hay nên bỏ, thì phân biệt đó gọi là ý thức. Thế thì là sáu căn, sáu trần và sáu thức đó gọi là thập bát giới. Mà thập bát giới đó là hiện tượng biểu hiện của Như Lai tàn bản thể. Vì bản thể Như Lai tàn nó có đủ cái chất liệu sắc thọ tưởng hành thức. Từ sắc thọ tưởng hành thức nó duyên khởi ra lục căn, nó duyên khởi ra lục trần, nó duyên khởi ra lục thức.
Vì vậy cho nên người ta gọi là lục căn, lục trần, lục thức đều là hiện tượng biểu hiện của bản thể Như Lai, Như Lai tàn. Đấy, Như Lai tàn là bản thể, mà bản thể thì bản thể nào cũng phải duyên khởi ra hiện tượng. Mà hiện tượng mà nó có cái hình thành cái được hiện tượng là hiện tượng đó phát xuất từ nơi cái bản thể. Cho nên là sắc thọ tưởng hành thức ta gọi là một khoa lực. Sắc thọ tưởng hành thức tức là ngũ uẩn đấy, gọi là một khoa lực căn, là hai khoa lực trần, là khoa thứ ba, là ba khoa lực thức, là bốn khoa. Thành ra chiếu thức đại tứ tứ khoa đấy, cái chữ tứ khoa là bốn khoa, là bốn khoa đó. Cho nên là học nó sâu, nó kỹ cái đó. Còn mà không học Kinh Lăng Nghiêm, mà tôi nói ví dụ như các vị không học Kinh Lăng Nghiêm mà chỉ hát, các vị có đọc đi được nữa ha. Giờ các vị là có là thuộc về ông Tử, là ông Nghè, ông Cống gì thuộc về Đồ Nho đi nữa, mà không có học thật thì cũng không nói được cái câu đối mà chiếu thất đại tứ tứ khoa hồi nãy đó, như tôi nói hồi nãy đó. Nghĩa là anh phải uống trà móc câu thì anh mới có thể nói được hương vị trà móc câu. Còn anh uống tất cả các thứ đồ ngon quý giá đắt tiền gấp một vạn lần, anh không nói được cái hương vị của trà móc câu là vậy đó. Cho nên chữ Nho dầu giỏi cỡ mấy mà không có học thật, không nghiên cứu chữ, thì anh dùng cái chữ thất đại tứ khoa đứng vô là anh cũng nhận liền thôi. Vì vậy mà cái đệ tử Phật là phải học Phật thôi. Học thì học Phật thì mới nói chánh xác của đạo Phật. Cho nên là cái bài này là bốn khoa ha, bốn khoa là các vị đã nói rồi đó. Bây giờ tới bảy đại nè. Bảy đại là địa đại. Địa đại của tôi về cái ấp, nếu mà so với cái khoa ngũ uẩn đó, mà so ngũ uẩn thì nó thuộc về, thuộc về sắc uẩn rồi. Bởi vì chỉ sắc là vật chất, chỉ sắc có nghĩa là vật chất đó, tất cả những cái gì thuộc về vật chất, cái gì sắc uẩn tất là địa đại, chỉ cho địa đại. Cũng như trong thân người của chúng ta nè, mà những cái phần mà cứng đó, như là thịt, như là xương, như là thịt, như là gân, như là tóc, móng, răng, vân vân, những cái chất cứng trong người là thuộc về sắc uẩn. Mà sắc uẩn như vậy, tất cả những thứ đó đều thuộc về địa. Đối với người ta thì nó thuộc về địa đại đó. Rồi bên ngoài thì địa đại là đất, là tất cả vật chất. Bên trong thân thì địa đại là xương, là gân, là tóc, lông, răng, móng. Đó gọi là sắc. Sắc quẩn cũng tức là địa đại. Cái đại thứ hai á, nói về bên ngoài á, thì là thủy đại. Thủy đại thì đại chúng biết rồi, nước bốn biển, nước sông, nước ngòi, nước suối, nước ao hồ, kể cả nước xương, xương móc, thủy đại bên ngoài. Còn nói về bên nội thân của chúng ta thì tất cả những cái nước mà nó cung cấp cho chúng ta tê nhuận, như là nước uống trong cơ thể của chúng ta, như là nước máu, tất cả những cái tủy, những cái tinh dịch mà nó làm cho con người giữ gìn được các tế bào tư nhuận đều gọi là thủy đại. Người nào mà cái thủy đại mà nó kém quá thì nó sinh ra nó dễ gầy đó, con người gầy ốm. Còn người nào mà uống thuốc mà thuốc giữ nước đó, những cái chất thuốc màu hồng mà uống nó giữ nước ra thì là con người nó tròn cảnh, nó căng thẳng ra. Nhưng mà cho nên giữ nước thì giữ giả tạo gì là nguy hiểm lắm, không có tốt. Còn cái người mà sức khỏe tốt là thủy đại với quả đại, nó quân bình, không gầy mà cũng không quá mập, người đó mới là nhẹ nhàng. Chứ có người mập quá không phải là tốt,
mà quá nó nặng nề mà do cái nước, mà nếu mà thứ nhất là uống cái thuốc mà giữ nước giả tạo thì tới chừng cái nước đó nó xẹp đi là cái bệnh nó dữ lắm, mình nặng lắm. Tức là trong người là thủy đạo bên ngoài nè, thủy đạo bên trong nè, à địa thủy nè, quả đại bên ngoài, đây là lửa, là quả đại bên ngoài. Nói rộng hơn nữa là tất cả những cái nhiệt độ bên ngoài đều gọi là quả đại hết. Mà khi mà tích tụ hội tụ lại cái nhiệt độ đó lại, à, cho nó thành ra một ngọn lửa vậy, là đó là lửa, đây là lửa hội tụ. Còn cái lửa mà ở ngoài trời đó là cái lửa phân tán, chứ nó là quả đại đấy. Vì vậy cho nên là lấy cái kính này đem ra ngoài trời đó mà rọi lên cái dưới cái bùi nhùi vậy ha. Cầm cái kính mà kéo lên cho nó gương cái quần lại nhỏ, còn màn hộp đậu xanh vậy là cái bông gòn ở dưới đó nó cháy liền đó. Vì ở trong cái không gian này nó có quả đại đầy tràn ở trong đó. Cũng như là trong cái không gian này thủy đại nó đầy tràn ở trong đó sẵn hết rồi đó. Nhưng mà chẳng qua là cái nước mà mình không thấy, cần phải có điều kiện nó hội tụ được. Còn bằng không là trong không gian này vẫn có nước hết đi, nhưng mà mình chẳng qua là mình chưa thấy và mình chưa lấy lại nó ra được thôi. À, quả đại, phong đại, phong đại là cái không khí mà nó vận chuyển đó mà. Ở trong cái phòng này là mặc dù là chúng ta ngồi vậy chứ mà phong đại luôn luôn là vận chuyển đấy. Chứ nếu mà nó không có vận chuyển là chúng ta không có sống nổi đâu. Có quạt, có điều kiện gió thổi thì nó vận chuyển mạnh. Còn bằng không á, không có quạt, không có gió thổi mạnh thì không khí luôn luôn là vận chuyển, vẫn có phong đại đó. Chứ nếu mà không có phong đại là mình hít vô dưỡng khí rồi mình thở ra cái thanh khí, mà nếu mà nó ở có một chỗ đó là mình hít vô thở ra mình không sống nổi đâu. Hít vô cái thanh khí mình không sống nổi đâu. Nhưng mà nhờ có phong đại cho nên nó đổi cái vận hành không khí đi, mình mới thay đổi cái dưỡng khí mình hít vào, mình mới sống đó. Thành ra cái phong đại là luôn luôn cũng khắp cung trong cái bản thể của Như Lai Tạng đó. Khắp cung trong cái Lại Gia, trong cái Như Lai Tạng bản thể. Cái lửa nó cũng khắp cùng ở trong cái Như Lai Tạng bản thể. Vì vậy mà tánh quả chân không, tánh không chân quả, thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới đó. Lửa là chân không, khắp cùng trong chân không. Trong chân không khắp cùng có lửa, chỗ nào cũng có lửa. Cái tánh lửa thanh tịnh bản nhiên khắp cùng pháp giới. Từ chúng sanh tâm ứng khởi cái lửa còn nghĩa phát hiện, đáp ứng cái yêu cầu của chúng sanh cần lửa, cho nên tạo ra cái điều kiện để ra lửa, mà nó phát hiện ra lửa. Chứ còn trong Như Lai Tạng bản thể chỗ nào cũng có lửa đó nha, chỗ nào cũng có vật chất đó, chỗ nào cũng có nước hết thải đó. Tánh thủy chân không, tánh không chân thủy đó, nước khắp cung Như Lai Tạng bản thể. Chỉ có khi nào là chúng sanh đáp ứng yêu cầu của chúng sanh thì nó duyên khởi, nó phát hiện cho chúng sanh, nó cần thì nó có, còn bằng không cần là nó không có. À, không đại cũng vậy, không đại cũng khắp cùng Như Lai Tạng bản thể đó. À, khi nào nghĩa là có cái nhân duyên của chúng sanh nó cần thì nó làm cho nó chán mất đi một phần nào của không đại, tức là nó cần sắc, hả? Nó cần sắc chất mà thì nó hiện sắc chất. Chứ còn kỳ thật là chỗ nào cũng có không đại hết, ngay cả trong cái cơ thể con người này là không đại ở trong con người này cũng có nữa nè. Bởi vì nếu mà không có không đại đâu có được. Kể cả cái thịt của mình vậy đó là không đại nó cũng len lỏi ở trong đó đó. Vì vậy mà cái ngành châm cứu là người ta nghiên cứu, người ta châm là để làm cái gì? Ta để cho nó thông huyết mạch, để nó khai thông huyết mạch. Người ta cho rằng là không tắc bất thông. Cái người mà đau đó là do những cái không đại trong người mình nó không có điều hòa. Thành là đau là do không thông. À, mà thông là tắc bất thông, thành ra là người ta châm cứu hoặc ta bấm huyệt, ta làm cho cái huyệt mạch đó nó lưu thông, cho nó thông suốt theo cái kiểu an bài của cái cơ thể thì người ta mạnh. À, vì vậy cho nên là cái cơ thể của chúng ta là cũng phải cần cái không đại dữ lắm. Cái da của chúng ta mà nếu mà ngày nào mà mình cũng tô son tô phấn nha, là các bà cái da mặt các bà lần lần là hư hết trọi đó. Nó mét kẹ thà, phải dồi hoài, dồi phấn hoài mà chùi ra nó mét kẹt à.
Còn cái da thịt của người bình thường của ông bà ta ở bình dân ha, nó hồng hào mà nó hồng hào hoài. À, còn mà xài son phấn mà quý bà lớn lớn thì không nói chi, còn mấy cô tuổi nhỏ mà cứ xài hoài đó rồi da mặt đét chẹt không có ra gì nữa cho nó. Là tại vì là làm cho nó bất thông, làm cho cái da mặt nó không thở được. Bôi cái đó lên giống như mình lắp giò, mình sơn vậy đó. Mình sơn mình chống xét cho nó là khỏi khí trời, những cái da mặt của mình nó không có không được. Thì ở trong cái cơ thể mình là cũng cần cái không đại, phải cho phổ biến mới được. Để thủy hỏa phong không, rồi kiến đại ở trong người ta, trong cái thân thể của ta đó là kiến đại của chúng ta đó là cái phần thấy biết mà thuộc về bản năng. Cho nên là tôi nghiên cứu rồi, trong những cái loài mà thượng cầm hạ thú đó, nó chỉ kết hợp bằng địa thủy hỏa phong không kiến có sáu đại để sinh ra các cái loài thượng cầm hạ thú. Còn đặc biệt con người là nó kết hợp lại địa thủy hỏa phong không kiến đại, và trong cái thứ bảy nữa là thức đại. Chính vì cái thức đại cho nên nó phân biệt rất là rõ ràng cái nào phải, nào quấy, nào tốt, nào xấu, nào đạo đức, nào không đạo đức, vân vân, rất là rõ ràng. Cái nào là tình cảm, cái nào là luân lý, cái nào là phước, cái nào là tội, phân biệt rõ ràng. Đó là do thức đại của con người. Mà chính con người đó nhờ cái thức đại đó mà tôi luyện bồi dưỡng nó lên, nó thành cái trí tuệ. À, thành cái thức và trí nó khác nhau. À, thức cái bồi dưỡng nó lên nó thành cái trí, rồi trí bồi dưỡng lên nó thành cái tuệ, thành nó ba giai đoạn nha. Vì vậy cho nên con người là nó kết hợp nó thành là bảy đại. Nên cái câu đó là chiếu thất đại tứ khoa, phải soi rõ cho kỹ hiểu cho tường tận về thất đại, về tứ khoa. Sai hợp trong những tiểu thừa thì thường thường là Phật sử dụng tới cái từ cái bằng tứ đại thôi, tứ đại giai không. Trong coi trong cái thêm mà Tây Du Ký ha, Tam Tạng nói rằng là tứ đại giai không. Cho nên người tu hành là tứ đại gia không, không có, không còn thương ghét vui mừng, không còn lấy lá những cái tình gian, tứ đại gia không rồi. Nhưng mà học kinh điển đại thừa thì phải nói là thất đại gia không mới là trọn nghĩa đó, mới là liễu nghĩa đó nha. Thế thì là thất đại và tứ khoa vốn ở trong cái Như Lai tàng bản thể mà nó khắp cùng, không có lúc nào, chỗ nào là không có thất đại tứ khoa. Vì Như Lai tàng là bản thể chứa đựng tất cả những cái hạt giống, những cái chủng tử, những cái nhân tố để nó duyên khởi, nó hình thành ra hữu tình chúng sanh là loài người và những loài có tri giác, và vô tình chúng sanh là núi sông đất liền cỏ cây hoa lá. Vì cái chỗ đó mà kinh Bát Nhã mà tóm gọn lại cái đệ nhất nghĩa đế đó mà, này xá lợi phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc, là vậy đó. Vật chất này bản thể của nó là những cái chất liệu, những cái chủng tử vốn là không. Không đây không có nghĩa là không trơn, mà trong không đây là nó có chủng tử, nó có nhân tố sẵn rồi. Thành ra là những cái vật chất chẳng khác không, mà còn không á, chẳng khác gì những cái vật chất. Vật chất là không, mà không là vật chất, nó duyên khởi, nó tác động, nó hình thành khi mà nó đáp ứng cái lượng sở chi theo nghiệp của chúng sanh mà nó phát hiện. Chứ không ngoài địa thủy quả phong không kiến thức, không ngoài sắc thọ tưởng hành thức. Vì sắc thọ tưởng hành thức cũng như địa thủy quả phong không kiến thức là cái hiện tượng biểu hiện phát từ đây cho Như Lai tàng bản thể. Cái điểm này nó rất là sâu sắc, thành ra kỳ này là tôi tóm nó hơi gọn đó nha, tóm gọn lại các Phật tử để ý rồi về là đọc rồi nghiên cứu rồi tư duy. Thôi thì là hôm nay là tới đây là coi như tạm ngừng nha. Tôi xin nhắc lại là chúng ta còn một lần nữa là nghỉ cuối năm, và sau mà
khi sinh hoạt một lần nữa của năm nhằm ngày 12 tháng chạp âm lịch. Sau đó nghỉ Tết bốn cái chủ nhật, tha hồ thoải mái đi chùa chiền, đi lễ lại, cho tới rằm tháng giêng vẫn cứ loại lễ lại cũng kêu thoải mái. Qua rằm tháng giêng tới cái ngày chủ nhật nào gần nhất là ngày ta sinh hoạt trở lại. À, xin nhắc đại chúng như thế. Và một lần nữa xin nhắc là tuần trước Phật tử nào bỏ quên cái kính và cùng băng, xin mời nhận lại chứ để đây là mất đó. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thiện năng vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô lượng thệ nguyện thành. Chưa một lúc nào yên dòng suy nghĩ của tâm ta, như sóng biển lớp này đùa lớp khác. Biển dù rộng mênh mông bát ngát, vẫn có một bến bờ yên tĩnh bao la. Hãy biết bước qua đầu ngọn sóng, bước qua chao đảo tâm mình, bỏ lại đêm dài hướng đến bình minh. Ơi những con sóng dập dồn không ngớt, khi vào đến bờ trải trên mặt cát, sẽ cảm nhận đời bọt nước. Nhìn mây trắng bay ngang trên mình thật vô tư, sẽ tìm thấy cho mình nẻo về cõi tình. Ánh trăng nhẹ chiếu trên đỉnh đầu, sau cơn mưa đổ trong bầu không gian. Kiếp sóng khơi tâm tan chẳng khác biển khơi muốn trôi. Từng cơn sóng bão mịt mù như bao nghiệp dữ muốn trồng lúa vây. Sóng cao là nghiệp đang xây, tưởng thân khẩu ý đang gây trong đời. Tìm vào cõi tình thênh thang, không còn tham ái, giận hờn si mê. Vượt thoát cõi luân hồi, tâm ta như ánh trăng rằm sáng soi. Tìm vào cõi tình an vui, tâm ta định tĩnh niết bàn không xa.
bao mịt mù, như bao nghiệp dữ muôn trùng bủa vây. Sóng cao, sóng cao là nghiệp đang xây, là nghiệp đang xây, tưởng thân khẩu ý đang gây trong đời. Tìm vào cõi tình thênh thang, không còn tham ái giận hờn si mê. Cõi đời ta gắng tu tâm tiến thân giải thoát, vô dư niết bàn muốn màu vượt thoát cõi luân hồi. Tâm ta như ánh trăng dòng sáng soi, tìm vào cõi tịnh an vui. Tâm ta định tĩnh niết bàn không xa, tìm vào cõi tịnh an vui. Tâm ta định tĩnh niết bàn.